thưa quý vị khán thính giả của chương trình phố bô tv chúng ta trở lại với chương trình đời sống mỹ với dũng taylor chúng ta sẽ nói về một đề tài liên quan tới những cộng đồng di dân trong đó có cộng đồng người việt đó là một cái xác lệnh mới đây của tổng thống donald trump ông cho biết sẽ đình chỉ việc cấp visa cho những người di dân mà không thể chứng minh được rằng là họ sẽ có bảo hiểm sức khỏe khi tới mỹ xin chào anh dũng taylor một lần nữa Dũng thay lời xin chào khán thính giả của phố Bosa TV và chào anh Lân. Hôm nay là được kiểm phúc trở về để trà đàm với khán thính giả của chúng ta. Nếu mà nói là đề tài nào chúng ta có thể bất đồng quan điểm ở mọi mặt. Nhưng mà nói về đề tài di dân di trú, hy sinh cái thế hệ hiện tại để củng cố cho thế hệ tương lai thì người Việt Nam của chúng ta luôn luôn đứng hàng đầu. Và cái điều mà tương cáo của Tổng thống À, về cái quy định mới ở ngày thứ sáu vừa qua nó đang là một cái làn sóng vậy dậy lên và làm cho tất cả những người trong và ngoài nước đều quan tâm vì Dũng nghĩ rằng dù chúng ta là đang là người có người đang bảo lãnh hay không thì chúng ta vẫn quen biết hoặc là có người nào chúng ta quen biết vẫn đang ở trong cái diện bảo lãnh thì không thể nào không quan tâm tới à, từ xưa tới giờ tổng thống Trump cho ra nhiều cái 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 sắc lệnh nhưng cái xác lệnh này là nó đánh thẳng vô trong cái uh, những cái điều mà 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 nó gọi là uẩn khúc những cái uh, uh, những cái những cái gì nó những cái hoài bảo của người Việt Nam của chúng ta cho nên thành ra gây được cái sự quan tâm trước khi đi vào uh, nội dung của cái xác lệnh đó, thì uh, anh uh, giải thích cho mọi người một đôi, đôi chút về cái vấn đề cái xác lệnh của tổng thống nó nó mang tính uh, chế tài uh, như thế nào trong trong vấn đề luật pháp thưa anh um, thưa anh nếu mà nói về cái xác lệnh thì nó gọi là executive decision mỗi người tổng thống họ có quyền cho ra những cái executive decision nó được con cái là nó chỉ áp dụng trong cái thời họ còn là tổng thống uh, ở trong cái chính quyền của họ mà nó không cần phải thông qua quốc hội và không cần được cái không cần phải cái sự đa số bỏ phiếu của quốc hội cho nên nhiều tổng thống họ muốn cho ra đời những cái xác lệnh để mà họ giải quyết chính sách trong cái nhiệm kỳ của họ uh, nhanh gọn lẹ nhưng nó cái mặt trái của nó là khi một chính quyền khác lên thì họ có thể đảo ngược lại hết những cái xác lệnh của mình cho nên chúng ta thấy những cái xác lệnh của thời obama thì trump lên đã thay đổi thì bây giờ ông sống ông cũng đang làm cái điều những cái điều y hệt những cái chính quyền khác cho nên xác lệnh nó khác với lại à, dự luật dự luật là nó cần phải có thời gian và sẽ xem coi nó có vi phạm hiến pháp hay không thì khi mà đưa ra xác lệnh thì chúng ta thấy chắc như bắp tại vì cái xác lệnh nó nó cho tổng thống cái quyền rộng hơn để mà đưa ra hơn là à, những cái điều mà chẳng hạn như dự luật nó lâu hơn và nó cần cái sự à, ủng hộ của quốc hội cho nên xác định đây là nếu mà dũng nhớ không lầm thì uh, gần hai năm rưỡi gần tới năm thứ ba rồi của tổng thống thì đây là cái xác lệnh thứ ba mà ông đưa ra mà nó liên quan trực tiếp tới người uh, di dân định cư uh, xác lệnh đầu tiên là cái travel ban cấm bảy quốc gia thiệt, uh, trong cái hồi giáo đến mỹ và cái xác lệnh thứ nhì là cũng cách đây hai tháng là cái xác lệnh nó liên quan tới vấn đề public charge có nghĩa là à, hưởng trợ cấp và trở thành gánh nặng của xã hội thì sẽ bị từ chối thẻ xanh và đây là cái xác lệnh thứ ba là sẽ đình chỉ cấp visa là cấp thị thực cho à, những người nào định cư chuẩn bị định cư tới mỹ nếu không có bảo hiểm y tế hoặc không chứng minh được là có đủ điều kiện tài chính để mà mua bảo hiểm y tế trong vòng 30 ngày khi tới mỹ cái việc mà uh, chứng minh cái uh, khả năng tài chính cũng như là khả năng về có bảo hiểm uh, sức khỏe của cái người bảo lãnh đó, thì xưa nay uh, trong cái lực của hoa kỳ thì luôn luôn là cần cái điều đó rồi mà bây giờ uh, với xác lệnh này thì lại là cái vấn đề chứng minh không phải ở người bảo lãnh nữa mà ở người được bảo lãnh có nghĩa là cái người đó chưa tới mỹ mà đúng. chưa tới Mỹ thì làm như thế nào để có thể chứng minh được uh, uh, khi mà họ uh, trước khi họ có được cấp cái cái visa thưa anh? Cái lắc léo là chỗ này những người nào mà hiện giờ không phải là bên nó gọi là GOP đó, là đảng cộng hòa đó thì họ cho rằng đây là một trong những cái chính sách của đảng cộng hòa để cắt giảm lại số lượng người di dân chính thức tới Hoa Kỳ. Mình cũng biết là chính sách của đảng cộng hòa rất là cứng rắn với những người di cân di dân lậu thì đã được sự ủng hộ rất nhiều nhưng bây giờ cái chính sách này là cái chính sách của những người mà đối lập với đảng cộng hòa họ cho rằng đây là chính sách đưa ra rất là vội vàng chưa có đầy đủ chi tiết mà đã ký vì mục tiêu là không cần rõ ràng mà nó phải nhá nhem để cho cắt giảm lời cái vấn đề số lượng người di dân di trú tại vì anh lân cũng biết là những cái tiểu bang mà người số lượng người dân à, của di dân nhiều thì thường thường họ bỏ phiếu cho đảng dân chủ nó không có lợi cho đảng cộng hòa thì đây là chính sách chiến lược của uh, Đảng Cộng hòa uh, là và cũng là một trong những điều mà chính phủ Trump đã hứa với lại cử tri của ông là trong vòng 10 năm ông sẽ cắt giảm cái số lượng người immigrant tới Mỹ 50%. Thì ông nghĩ rằng ông sẽ đắc cử nhiệm kỳ thứ nhì và Dũng cũng có nói ba điều mà ông hứa là hiện giờ nếu không cái vấn đề mà chúc phế ông không thành công thì những điều ông hứa điều ông đã giữ đúng cái lời hứa đó thì một trong những điều mà mình mình thích ông Trump hoặc là người nào không thích ông Trump cũng gì là ông dám nói dám làm và ông rất là cứng rắn. Thứ nhất là ông hứa đã xây cái bức tường biên giới thì nó đang xảy ra ở cái mức độ mà không như mong muốn của ông gì vấn đề tài khoản. Cái điều thứ nhì là ông hứa về vấn đề kinh tế. Uh, kinh tế Mỹ bây giờ đang rất là cứng và Dũng cũng nói theo thống kê cho thấy tổng uh, tổng thống mà muốn tái cử thì cái số thất nghiệp nó phải nằm dưới 7%. Hiện giờ cái con số thất nghiệp của nước Mỹ là nó nằm kêu là ở kỷ lục thấp luôn có 3 chấm mấy thôi. Và cái điều thứ ba nữa là không bao giờ có chiến tranh, nếu mà không có chiến tranh thì cơ hội tái cử của người đương 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 nhiệm rất là cao thì chúng ta thấy là chiến lược của ông Trump đi là ông tuyên bố để rút lính về từ ở bên Syria cũng là vì vậy là ông không muốn người Mỹ họ rất là ngộ họ không muốn là máu đổ đầu rơi nhất là người của họ con cái của họ cho nên nếu mà ông sống làm được ba điều này ông nói là ông sẽ giảm đi và ông dơ cao đánh khẽ ông Chỗ nào chúng ta cũng thấy Tổng thống Trump lên tiếng, nhưng là chúng ta chưa thấy Mỹ tham chiến khi mà có mặt của Tổng thống. À, khi mà từ ngày tổng thống sống lên làm 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 chủ của à, 16 1.600 Pennsylvania là tòa bà đốc thì là ông đã giữ đúng cái điều đó thì Dũng nghĩ là đây cái xác lệnh này nó nằm ở trong cái chính sách đó là làm sao để cắt giảm trước cái mùa bầu cử của 2020 là cắt giảm đi cái số lượng người di dân tới tại vì người di dân tới những cái tiểu bang này càng đông thì khi họ trở thành công dân thường thường cái giá phiếu của họ là bỏ cho đảng dân chủ đó là nhìn ở góc độ chính trị, bây giờ nhìn ở góc độ của người dân, cụ thể đi là góc độ của những người Việt. À, những người Việt ở đây đang bảo lãnh gia đình, à, và những người Việt ngược lại, những người Việt ở ở Việt Nam à, đang đợi sẽ để bảo lãnh à, qua Hoa Kỳ. Vậy thì à, người ta sẽ phải làm như thế nào đối với cái xác lệnh này? Anh nói lãnh vực chính trị, nó thật sự là trâu bò hai đảng là Cộng Hòa và Dân Chủ, nó hút nhau. Ông Trump, ông không có cái gì để mà ông thật sự là theo quan điểm của Dũng, là không ưa người di dân cả tại vợ của ông cũng là dân di dân mà đúng không cho nên thành ra và cho nên thành ra đối với cái tính cách cá nhân thì mình có nhiều người nói rằng ô ông sống làm như vậy sẽ không được lòng của người di dân thật sự ra ông làm ông không nghĩ tới cái vấn đề đó đâu là tôi được lòng của ai nhưng mà ông làm vì mục tiêu của chính trị đảng của ông nó cần cái chiến lược này thì bây giờ quay trở về là người việt nam chúng ta là trâu bò đúng nhau thì bây giờ người việt nam chúng ta phải hốt cái chiều này thì thứ nhất là, là dũng nghĩ là những người đang bảo lãnh cho người ta nếu mà đang làm cho một cái công ty bên này thường thường anh có bảo hiểm của công ty thì cái điều tốt nhất là anh cộng tên của vợ con anh vô trong cái bảo hiểm cái insurance policy của Nhưng mà vợ của con anh. mình chưa uh, gia đình thân nhân chưa đâu, qua đó. tới Mỹ mà. Thường thường anh cộng vào là 30 ngày hoặc 45 ngày sau nó mới có hiệu quả. Anh đâu có cộng vô là có liền nên cho nên anh mua bảo hiểm cũng vậy nó bắt anh phải chờ một thời gian 30 ngày anh nó mới có hiệu lực. Thì bây giờ nếu nếu mà vợ anh đã có giấy tờ gì trên giấy tờ là là vợ anh rồi và có lịch phỏng vấn rồi thì anh đem cái giấy tờ đó anh bổ sung vô trong cái policy của anh anh cộng vô thì bảo hiểm họ vẫn cho họ nói là ờ ừ, 30 ngày 45 ngày sau mới có hiệu lực lận. Thì cái điều đó là nhanh nhất là tiện nhất là nếu mà anh đi làm cho công ty và anh có bảo hiểm của công ty thì anh cộng vợ con anh vào trong đó thì là nó giải quyết vấn đề ngay. Còn nếu mà anh đang hưởng trợ cấp hoặc là anh đang mua bảo hiểm nó gọi là cái tên cũ là Obamacare mà cái tên mới nó gọi là ACA là Affordable Healthcare Act mà tổng thống Trump rồi quay trở về nữa xác lệnh Obamacare là của Tổng thống Obama Thì khi ông Trump ông lên ông muốn bãi bỏ luôn cái xác lệnh đó Nhưng dân nói bãi bỏ như vậy thì gần 17 triệu người Mỹ sẽ mất đi cái bảo hiểm sức khỏe y tế Thì ông không bỏ hết nhưng mà ông hầu như ông móc đi hết những cái điều ở trong đó Và ông đặt là cái tên mới là ACA Affordable Healthcare Thì quay trở về là Bây giờ nếu mà mình đang mình không đi làm cho công ty hoặc là công ty không có mua bảo hiểm mà mình đứng ra mình mua bảo hiểm mà nó được cái sự tài trợ của chính phủ là Obamacare nói nôm na thì mình chỉ có bảo hiểm cho mình gì ở trong cái xác lệnh này nó không cho mình sử dụng cái Obamacare đã nói là tránh vấn đề trở thành gánh nặng cho chính phủ thì dĩ nhiên là mình không thể nào dùng cái bảo hiểm y tế mình đang mua dưới cái dạng Obamacare để bỏ vợ con mình vô công với policy đó không ở trong cái xác lệnh này nó nói là cái điều đó là không tính không được áp dụng thì khổ cho anh cái là người Việt Nam cần phải mua bảo hiểm hoặc là anh phải chứng minh là anh có điều kiện tài chính để anh mua bảo hiểm sau 30 ngày anh tới Mỹ. Thì bây giờ ở trong cái xác lệnh này nói là suspend sẽ đình chỉ anh cấp visa nếu anh không chứng minh được anh có bảo hiểm uh, y tế hoặc là anh không chứng minh được anh có điều kiện tài chính nhưng họ không nói là chứng minh là bao nhiêu tiền. Anh Lân cũng biết là anh mua một cái bảo hiểm bên này nó có thể là 6 ngàn một năm và có thể là lên tới 10.000 tại vì tùy theo tình trạng sức khỏe của anh và tuổi tác của anh đúng không anh mua bảo hiểm bên này thì bảo hiểm họ bắt anh phải đi khám sức khỏe thì cái câu hỏi đây là người ở Việt Nam lấy đi đâu mà khám sức khỏe và chứng minh bao nhiêu tiền mới là đủ cho nên cái xác lệnh này nó quá rộng nó cả tạo một cái sân chơi quá rộng cho tổng nhân viên của tổng lãnh sự quán Việt Nam uh, tỉnh, tổng lãnh sự quán Mỹ ở tại Việt Nam để mà họ có quyền từ chối mình Ờ, trước đây đó quý vị nếu mà ai mà đi phỏng vấn theo cái diện mà nó gọi là non immigrant đó, anh anh đi theo mà du lịch visa du học rồi vân vân á thì anh thường thường hay bị từ chối theo cái mục 24 b thường thường nhiều người hay hỏi dũng tại sao em nhận được cái tờ giấy màu xanh lá cây lật lật này thì ở trên đó nó sẽ để là lý do nó là bị từ chối bởi cái mục hai b có nghĩa là bạn chưa chứng minh đủ thuyết phục tôi là bạn đi mỹ bạn sẽ không định cư bạn không ở lại bạn sẽ trở về nước của bạn thì tôi từ chối thì cái 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 đó nó quá rộng cho nên nhiều người bị từ chối mà họ không làm gì được không khiếu nại được anh phải thuyết minh cái người ngồi phỏng vấn anh là anh đi em sẽ trở lại thì cái 214B nó áp dụng còn bây giờ anh qua bên này đó là cái 212F nó sẽ áp dụng dưới cái xác lệnh này có nghĩa là anh phải chứng minh cho tôi thấy là anh sẽ không trở thành gánh nặng thì cái người phỏng vấn nó được toàn quyền tổng thống sống giao cái quyền đó vô trong tổng lãnh sự quán để mà tổng lãnh sự quán Mỹ được toàn quyền quyết định là cấp bao nhiêu visa, người nào đi, người nào ở nhiều hơn. Ngoài ra là nếu mà chúng ta sắp những ngày sắp tới chúng ta sẽ thấy cái luật nó sẽ rõ ràng một chút là hiện giờ anh Lân biết là cái đơn để điền mua bảo hiểm cũng không có luôn. Thì lấy cái gì cho nên thành ra Dũng thấy là cái luật này nó ra nó có nhiều cái chỗ hở nhá nhem mà chính những người chuyên gia họ cũng nói như vậy. Họ nói là đây là cái cái xác lệnh họ thấy là cho ra đời rất là trong vội vàng. Và vì cái mục đích của họ, họ cho ra đời để đạt cái mục đích thôi. Chứ không phải cho ra đời để mà thực sự là áp dụng và siết chặt nhưng mà là mục tiêu của tôi là vậy cái này nó ra nó sẽ giải quyết mục tiêu đó là được, được cho ra đời. Thì những người chuyên gia họ cho rằng nó vô nhân đạo và là đánh vô những cái người mà nó gọi là muốn tới Mỹ đi theo cái dạng định cư là đánh vào immigrant mà trước đây là đánh illegal immigrant thì cái xác lệnh này nó sẽ đánh vào trong vấn đề là legal immigrant. Nếu mà nhìn ở góc độ tích cực thì cái xác lệnh này nó có giải quyết được cái cái vấn nạn là những người à, di dân qua đây à, nếu mà họ không có điều kiện thì họ sẽ hưởng cái trợ à, cấp y tế à, mà trong khi những cái người hiện nay đang ở Hoa Kỳ cũng rất là nhiều người không có cái trợ cấp y tế à, thưa anh. Đơn giản thôi anh Lân, hiện giờ cho thấy đó cái con số người mỗi năm đó là à, nước Mỹ cấp 1.1 triệu cái thẻ xanh thì trong cái số đó nó có 30% là không có bảo hiểm y tế hoặc hưởng bảo hiểm y tế theo cái dạng bà bảo hiểm Obamacare. Người Mỹ ở đây thì 36%, có nghĩa là trên lệch nhau không nhiều. Chính người Mỹ ở đây họ cũng không có bảo hiểm y tế và họ cũng phải mua bảo hiểm y tế của Obamacare. Đơn giản là họ muốn tuyệt đối, có nghĩa là không có người nào tới, nhất là năm trong 5 năm, năm đầu trước khi bạn có thẻ tranh thẻ xanh trước khi bạn đóng góp vào xã hội, bạn đi làm à, 40 kho rồi là tương tự là khoảng chừng 10 năm trước khi bạn đóng thuế thì bạn không nên hưởng cái quyền của trợ cấp xã hội hoặc là bạn trở thành gánh nặng xã hội. Cái đó là cái mục tiêu. Thì dĩ nhiên mình nhìn ở một cái người cái cương vị như Dũng đi làm đóng thuế hoặc như anh thì anh nhìn ở cái mức tích cực. Nhưng hiện giờ đó Dũng đồng ý với lại cái xác lệnh này nếu nó rõ ràng là chúng ta chẳng hạn như bây giờ những công ty bán bảo hiểm của Mỹ có mặt ở Việt Nam để khám sức khỏe cho họ. Và khi khám sức khỏe mình bán bảo hiểm cho họ đúng không? Mình tạo cơ hội hoặc là chúng công ty bảo hiểm ở bên Mỹ này họ nói rằng chúng tôi sẽ chấp nhận những cái kết quả khám sức khỏe từ những cái văn phòng khám sức khỏe ở Việt Nam thì chúng tôi sẽ bán bảo hiểm cho bạn có nghĩa là mình rõ ràng chúng tôi siết chặt lại để chúng tôi bảo vệ các nền kinh tế của Hoa Kỳ bảo vệ này và quý vị đến đây chúng tôi muốn quý vị, quý vị đóng góp trước khi các quý vị hưởng thì đó làm các bạn tích cực là Dũng hoàn toàn đồng ý nhưng luôn cả cái giới chuyên gia họ đang lên án họ nói là vì cái xác lệnh này nó không nó chỉ ký vội vàng và nó không có rõ ràng thì bây giờ những người nào mà đang chuẩn bị bắt đầu ngày 3 tháng 11 nó sẽ trở thành hiệu nó có hiệu quả thì những người nào mà sắp ở trên thớt và sắp đi phỏng vấn thì họ không có cái cơ hội để chứng minh thì họ sẽ trở thành những người luôn luôn nằm ở trong cái 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 cái, cái cương vị là phải bổ sung hồ sơ gì bạn chưa đáp ứng được nhu cầu bạn chưa chứng minh được cho nên bạn phải bổ sung hồ sơ thì rất tội cho họ họ sẽ trong cái dòng lẫn quẩn đó sẽ có những người mà có đủ khả năng À, nhưng sẽ bị à, từ chối vì không chứng minh được chính xác tại vì sao bây giờ anh chứng minh bằng cách nào trong luật nó không có nói là anh phải cần có bao nhiêu tiền để chứng minh là anh qua mỹ anh mua bảo hiểm bây giờ người bên việt nam thí dụ người bảo lãnh bên này họ có thể gửi tiền về cho người bên kia bỏ vào trong tài khoản mấy chục ngàn bao nhiêu tiền là là tại vì cái, cái xác định nó để là bạn phải chứng minh bạn có khả năng tài chính để mua bảo hiểm y tế trong vòng 30 ngày sau khi bạn đến Mỹ Vậy thì chứng minh là bao nhiêu? 5 ngàn, 3 ngàn, 10 ngàn, 20 ngàn đúng không hoặc là khi tôi tới tôi mua tôi mua bao nhiêu lâu mua một tháng ba tháng một năm nó không nói rõ ở trong đó nó rất có lẽ là... là trong những ngày tới trước khi áp dụng nó sẽ, họ sẽ phải có những con số rất cụ thể về cái vấn đề và cái phía mà chống đối cái xác lệnh này họ cũng sẽ thưa kiện họ sẽ ra tòa họ thưa kiện để mà để cho cái một thứ nhất là để trì quản lại thứ hai là để uh, cho nó rõ ràng bắt chế hơn. chính quyền phải cho ca rõ ràng là cái gì ở trong đó thì mọi người đang nín thở để chờ đợi nhưng mà hiện giờ những người nào mà đang đang trong cái diện này thì họ đang mất ăn mất ngủ vì nó cái sự không rõ ràng của cái xác lệnh này xin cảm ơn anh rất nhiều có lẽ là trong vài ngày tới thì nó cũng sẽ rõ ràng hơn uh, cho những người có nhu cầu đó được biết là anh cũng có trao đổi với những người fan của anh trên Facebook uh, một cái vấn đề khác liên quan tới tổng thống Trump uh, <laughs> đó là lương của tổng thống thì uh, như thế nào thì không biết là chúng ta sẽ tiếp tục chương trình hay là đợi cho không, mình lần à, tới, cho anh. dũng nghĩ là mình nên bữa qua một buổi khác à, nhưng dũng chỉ nói như thế này cái mức lương của tổng thống trump hiện giờ là 400 trăm ngàn mọi người tôn vinh ông cho rằng ông làm với cái mức lương mỗi đồng một đồng một năm ông không ăn 400 trăm ngàn đó là thể hiện một cái tinh thần gọi là yêu nước thì nhiều người không thích thì nói là lương của tổng thống không phải là dựa 400 trăm ngàn đối với một người tỷ phú như ông thì dũng sẽ liệt ra 20 mươi cái quyền lợi nhuận tối thiểu là 20 nha mà mình biết trước mắt của một người tổng thống tại sao có những người tỷ tỷ phú như ông Raspero hồi xưa ông tốn mấy chục triệu để ra ứng cử rồi trở thành trò hề trở thành trò cười của thiên hạ thì người ta nói cái người mà có tiền thì họ cần gì họ cần quyền cái người có quyền thì họ cần tới danh thì tổng thống họ không phải đem tiền tới cho mình nhưng mà họ đem những cái quyền những cái điều mà một người có tiền họ rất mong muốn thì quý vị sẽ bấm theo và theo dõi đăng ký nhất là cái kênh của phố bô sa hạn như hay là cái kênh dũng thay là tv để biết dũng sẽ đưa cho quý vị 20 điều lợi nhuận của một người tổng thống mà lý do tại sao họ đã giàu rồi mà họ lại vấn thân họ tốn tiền để họ vào họ phục vụ cho 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 xã hội cho quốc gia nhé yeah. xin cảm ơn anh dũng và chúng ta sẽ quay lại đề tài này trong lần gặp tới À, chương trình đời sống mỹ với dũng taylor tạm chấm dứt ở đây và xin hẹn gặp lại trong những lần tới xin kính chào quý vị